Chào các bác nhá. Hôm nay tôi đã phát hiện một tổ ong rất là to. Tổ ong rất to trên cây bạch đàn. Đây. Đây các bác nhìn thấy ra xa kìa, cái bầu đen đen đấy, tổ ong đấy nhá. Tổ ong này tổ ong khoái, cực kỳ to luôn đấy nhá. Đây tôi sẽ zoom lại gần để các bác xem nhá. Tổ ong này là trên cây bạch đàn trong vườn của nhà dân. Đây. Đây là zoom hết cỡ rồi các bác nhá. Tổ ong cực kỳ to luôn. Tổ ong này thì 1-2 ngày nữa anh em tôi sẽ sắp xếp tìm cách đánh tổ ong này nhá. Và sẽ quay clip cụ thể cho các bác xem. Ong này là ong khoái, mấy hôm trước theo như chủ nhà nói lại thì là nó cũng bé thôi, nhưng mà nó phát triển nhanh cực kỳ luôn đấy. Mới qua mấy hôm thôi mà nó to gấp đôi gấp rưỡi rồi này. Thấy các bác nhá. Từ ngày 20 tháng 5 năm 2019 đến hết ngày 20 tháng 8 năm 2020. Ông này là về dự kiến. Ông này là ông khoái các bác nhé. Ông khoái. Đây tổ ong khoái trên cây bạch đàn này. Cây bạch đàn này cao khoảng 15-20 mét đấy, 15 mét. Các bác thấy nhá. Cái này trên cây bạch đàn to. Cái này sẽ trèo lên được phải có. Để ngày mai mốt anh em tôi sẽ chuẩn bị đồ bắt ong. Tổ ong này là trong vườn của nhà dân nhé, trong vườn của nhà dân. Tổ ong khoái cực kỳ to luôn, để các bác xem lại nhá. Một hai ngày nữa tôi sẽ đánh tổ ong này và quay clip cho các bác xem nhá. Rồi, chào các bác, hẹn gặp lại các bác trong clip sau nhé.